xin mời đoàn thánh cùng nhau đứng dậy. Lạy Chúa, cha yêu thương của con, chúng con cảm ơn Chúa vì sự giáng sinh của Ngài. Ngài từ thiên đàng để đến thế gian này, giáng sinh lên chuồng chiên máng cỏ để cứu hộ chúng con. Ngày nay chúng con được cứu chuộc, chúng con được làm con cái của Chúa, chúng con vui mừng được hưởng tất cả những phước hạnh mà Chúa ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, xin Ngài tiếp tục dùng lời của Chúa khuấy động trong lòng của chúng con, để mùa giáng sinh năm nay không phải chúng con chỉ hát lời khen Chúa, không phải chúng con chỉ có không khí của sự giáng sinh, sự vui mừng, nhưng mà chúng con hiểu được ý nghĩa của tình yêu của Chúa, để rồi đời sống chúng con tận hiến để chúng con sống cho Chúa trong những ngày cuối cùng này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ban phước cho hội thánh Chúa tại đây, được ơn càng thêm ơn, ban ơn cái đầy tớ của Chúa, các con cái của Chúa, để hiệp một với nhau để mở mang phước đức của Chúa ở tại đây. Nhiều tầm mặt chúng con chưa được cứu, xin Chúa cho hội thánh Chúa mở rộng ra để có thể đem nhiều người như mong tên như này. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa sự thông công buổi tối hôm nay. Chúng con có những thức ăn của Chúa chuẩn bị cho chúng con. Chúa ban ơn lại cho những người đã chuẩn bị, và Chúa ban cho chúng con sự đi một với nhau vui vẻ trong tình yêu của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi, ban sự yêu thương của Đức Chúa Cha, ơn điển của Chúa Jesus Christ và sự thông công của Chúa Thánh Linh ở với mỗi một người chúng con từ nay cho đến ngày Chúa trở lại. Amen.